sao hôm nay tai loà to thế? À, tai bà to để nghe cháu rõ hơn. Bà ơi, sao hôm nay mắt bà to thế? Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn. Bà ơi, sao hôm nay miệng bà to thế? Miệng bà to để ta nhìn được rồi. Mình bị ốm, mẹ mình vừa là mang bánh mấy rượu đến vía bà. Chúng mình cùng đi thôi. Đi. Cháu chào bác giỏi ạ. Chào cháu, cháu đi đâu đấy? Bà cháu bị ốm. Mẹ cháu bảo là mang rượu về bánh đến cho bà. À thế à. Cháu ơi, cháu ra đằng kia có rất là nhiều hoa. Cháu vặt bó hoa thật là to mang đến tặng bà. Chắc bà cháu sẽ rất vui đấy. Ơ, là kia nhiều hoa thế. Cháu cảm ơn bác sói ạ. Ờ, cháu đi nhá. Ha ha, mình sẽ ăn thịt bà nó trước. Ơ, đang là nhiều hoa quá. Sẽ hạ vặt thật nhiều hoa. Chắc cả bà mình rất vui đây. Bông rồi. Hai bông. Bà nhìn cháu được rõ hơn. Bà ơi, hôm nay miệng bà to thế. Miệng bà to để ta nhìn được rồi. Bà ơi, bà có bị làm sao không? Bà có bị thương chỗ nào không? Ôi con ơi, bà không bị làm sao, con có bị thương chỗ nào không? Không ạ. Ôi cháu gái của bà, may quá. Cháu cảm ơn bác thợ săn. Không có bác thì hôm nay bà con cháu sẽ làm mồi cho cháu sói mất. Đúng rồi, cảm ơn anh thợ săn nhá. Không có anh, hai bạn cháu tôi lại đã làm mồi cho chó sói rồi. Cháu lần sau đi vào rừng phải cẩn thận nhớ chưa, không được tin người lạ đâu. Đấy, cháu thấy không, tí nữa là cháu bị chó sói lừa đấy. Bà ơi, gì đấy con? Rượu đây, bà ăn đi cho khỏe. Bà cảm ơn con, cháu gái của bà. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.